đã có hơn 57.000 lượt khách đến các khu, điểm du lịch ở Quảng Ngãi trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch từ ngày mùng 1 đến ngày hôm nay, mùng 6 Tết Nhâm Dần. Các khu, điểm du lịch ở Quảng Ngãi đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ ngơi trong dịp Tết như đảo Lý Sơn, khu du lịch sinh thái Suối Chí, khu du lịch Thác Trắng, khu nghỉ dưỡng Suối Khoáng Nóng, Hà Mỹ Á. Các địa điểm như Gành Yến, Ba Làng An, biển Lệ Thủy, điện Trường Bà, bảo tàng Khởi Nghĩa Ba Tơ. Các bãi biển như biển Minh Tân, Sa Huỳnh, Mỹ Khê cũng thu hút nhiều du khách đến tận hưởng không khí và thưởng thức món ngon từ biển trong những ngày đầu năm. Công suất buồng tại các khách sạn có sao và tương đương tại Lý Sơn đạt khoảng 30%, các địa phương còn lại khoảng 15%. Tổng lượt khách trong dịp Tết hơn 57.000 lượt. Tuy lượng khách và doanh thu giảm tương đương 30% và 35% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch Quảng Ngãi sau một thời gian dài tạm dừng các hoạt động vì dịch bệnh.